chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Cuộc chạm trán khốc liệt giữa lực lượng liên quân đòi tự do trên đường tiến về Sài Gòn và lực lượng quân khu 7 tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến cuộc chạm trán quân sự khốc liệt giữa lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, quân đoàn dân chủ ly khai và lực lượng nhân danh công lý. Đối đầu với lực lượng chính quy quân khu 7 tại khu vực Xuân Lộc Đồng Nai, diễn biến của trận đụng độ đang làm náo động cả một khu vực rộng lớn cũng như gây ra sự chấn động xôn xao dư luận này ra sao. Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình thời sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mấy ngày qua, dư luận trong và ngoài nước như rung lắc dữ dội. Khi xảy ra cuộc chạm trán của các lực lượng đòi tự do với quân đội chính quy Việt Nam. Theo lời kể của một chiến binh quân đoàn dân chủ mà chúng tôi có cơ hội phỏng vấn, anh Lê Tấn Kha cho biết, tôi là một trong những chiến binh của tiểu đoàn 82 quân đoàn dân chủ đã có mặt trong trận Xuân Lộc kéo dài gần 2 tuần qua. Chúng tôi đã trải qua một thời gian nửa tháng trời ở đó, đã có mặt kể từ ngày mở màn cho tới ngày kết thúc trận đánh này. Anh em chiến sĩ của tiểu đoàn 82 quân ly khai và các lực lượng đồng minh là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân công lý đã chiến đấu hết mình, đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để cùng các chiến hữu sư đoàn 8 bộ binh hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tạo dựng chiến thắng để đời ấy. Thiếu úy Kha cho hay, từ quận Kiến Đức chúng tôi đã bẻ gãy vòng vây của trung đoàn 271, quân khu 7, để về bắt tay với quân bạn ở thị trấn Gia Nghĩa, Quảng Đức. Tại đây, các đơn vị trực thuộc Quảng Đức đã phải bỏ khu vực trên một ngày rồi. Bị chỉ định giữ vai trò tiên phong, dẫn đầu liên đoàn rút lui, tôi quyết định không dùng liên tỉnh lộ 8B để về Bảo Lộc mà sẽ đi xuyên gần theo phương giác tự ngay ngày đầu triệt thoái, vừa qua sông Đa Dung, một trái lựu đạn nổ vì bất cẩn. Ông trung tá, trung trưởng quân Ly Khai bị một vết thương nhẹ ở ngực, đã rời vùng. Hai ngày sau, thì ông trung tá, tiểu đoàn phó cũng vội vàng leo lên trực thăng tải thương, bỏ đơn vị lại giữa rừng. Từ hôm ấy, không còn ai thấy bóng dáng ông ta nữa. Hóa ra ông trung tá đào ngũ này đã nhanh chân chạy thẳng một lèo qua Campuchia. bắt đầu từ ngày thứ ba của cuộc lui binh, gánh nặng chỉ huy, leo lái binh sĩ đè nặng lên vai thiếu tá Trần Long. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 82, quân đoàn dân chủ. Trong khi đó, tiểu đoàn 2, quân hậu duệ dưới quyền chỉ huy của tôi đã vừa chiến đấu vừa tiến dần về hướng Duyên Hải. Kết quả công lao khó nhọc của tôi đã được đền bù. Tiểu đoàn 2, còn tồn tại và chiến đấu tới giờ phút chót để bảo vệ lực lượng đội tự do. Sau gần nửa tháng, vừa đánh, vừa lui qua tần số FM 47.70 trong máy PC25, tôi liên lạc được chiếc thám thính cơ NL-19 bay trên trời. Người bay trên NL-19 để đi tìm tiểu đoàn là Trung tá Nguyễn Khoa Lộc, một sĩ quan của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Theo lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, quân đoàn dân chủ ly khai. Phi đoàn 237 trực thăng sẽ ưu tiên bốc tiểu đoàn 82 trước. Các đơn vị còn lại sẽ được chuyển vận sau. Khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua, trên trời đã xuất hiện một đoàn trực thăng CH-47 dẫn đầu bởi một tàu chỉ huy UH-1D và hai trực thăng vũ trang. Tôi nhận được lệnh chuẩn bị bãi đáp. Biến mà không có loạn là phương châm chỉ huy của tôi. Cho dù cái chết cày bên, quân nhân của tiểu đoàn 82, quân hậu duệ vẫn râm gấp tuân theo lời cấp chỉ huy của họ. Tôi cho quân nối đuôi nhau theo. Đội hình năm hàng dọc, sử dụng đội hình này, người chỉ huy vừa dễ đếm quân, vừa dễ chuyển quân thành hàng ngang, sẵn sàng chiến đấu nếu bị quân cộng sản tấn kích bất ngờ. Lệnh phát ra, từ chiếc tàu đang lơ lửng giữa trời yêu cầu các anh chuẩn bị 45 người. Dưới đất lập tức có 5 hàng dọc, chín hàng ngang, tiến ra đồng cỏ tranh. Đang trên đường, xà xuống bãi, người phi công nói tiếp, yêu cầu 5 người nữa. Dưới đất lại thêm một hàng ngang 5 người, nhập vào đoàn người phía trước. Trên tàu lặp lại, yêu cầu 5 người nữa. Dưới đất lại thêm một hàng ngang 5 người nữa tiến lên. Xế chưa cùng ngày, chúng tôi ghé lại phi trường Phan Thiết, thuộc phe đòi tự do kiểm soát, cách đây không lâu, vừa đủ thời gian cho phi hành đoàn ăn cơm và cho máy bay tái tiếp tế nhiên liệu. Tại phi trường Phan Thiết, kiểm quân, tôi phát giác ra một trung đội của đại đội 4 trên 82 không có mặt. Trung đội này do chuẩn úy Bảo chỉ huy, các ông Bảo và hai chục ông lính khác còn kẹt trong gừng, bờ lao, cùng với số người còn lại của hai tiểu đoàn bạn là tiểu đoàn 63 và 81 quân hậu duệ và nhân dân công lý. Sau đó chúng tôi lại lên tàu tiếp tục cuộc hành trình. Tới 5 giờ chiều thì năm chiếc máy bay Chinook CH-47 hạ cánh trên phi đạo Xuân Lộc. Trừ ra một chiếc trực thăng có nhiệm vụ móc 5 thùng xăng rỗng bằng cao su toàn ten dưới bụng, bốn chiếc còn lại đều chở đầy quân. Bốn chiếc Chinook này đã vận chuyển 260 quân nhân của tiểu đoàn 82 từ các mật cứ của các lực lượng đòi tự do trên cao nguyên vào tăng cường cho mặt trận Long Khánh. Tôi là một trong số 65 người ngồi trên chiếc CH-47 thứ nhất vừa hạ cánh. Tới Xuân Lộc, chúng tôi còn ngồi trên tàu, chỉ có lệnh cho một mình tôi xuống đất trình diện Trung tướng Nguyễn Văn Toàn. Nơi đầu phi đạo có hai chiếc xe Jeep đậu bên nhau, Tàu tôi đáp cách hai chiếc jeep chừng 300 mét. Một chiếc jeep chạy tới đón tôi. Người trên xe tôi quen, đó là đại tá Phạm Văn Phúc. Năm phút sau, đoàn tàu rời sân bay, bay về hướng Tây. Khi anh lính cuối cùng đã đứng vào hàng, lệnh đầu tiên của tôi ban ra là tổng quân. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Dù bất cứ ở đâu, bất cứ trong tình trạng nào, nếu không giữ được kỷ luật, thì quân đội không còn là quân đội nữa vì thế lúc nào tôi cũng coi vấn đề duy trì kỷ luật của tiểu đoàn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của người chỉ huy chính vì cái kỷ luật thép của đơn vị mà trong tình thế nguy kịch chúng tôi vẫn ra bãi đáp lên tàu với phong cách như thế ấy cũng chính vì cái kỷ luật thép của đơn vị mà suốt thời gian nửa tháng trời chúng tôi tham chiến ở xuân lộc người dân của thị trấn này hầu như chưa từng nhìn thấy bộ quân phục rằng ghi nào của tiểu đoàn 82, quân đoàn dân chủ và hậu duệ xuất hiện trong đường phố. Số người xuống sân bay Xuân Lộc chiều hôm đó là 258 người. Đại tá Phúc và tôi vào tới sân bộ tư lệnh sư đoàn 8, bộ binh của lực lượng hậu duệ. Thì thấy nơi này đã có cả chục sĩ quan đang đứng lưu nhố. Trong thời gian hơn 2 năm giữ chức tư lệnh quân đoàn ly khai và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đấu tranh ngay trong nước. Tướng Toàn đã hiểu rõ khả năng chiến đấu của từng đơn vị. Tướng Toàn đã tận mắt chứng kiến vào giữa năm vừa qua, dưới áp lực của binh đoàn 15, căn cứ mật đức cơ tại Gia Lai gần như tuyệt vọng. Thiếu tá Phạm Văn Toán là người chỉ huy căn cứ này đã bỏ chạy. Tôi đã nhảy vào đức cơ, nhận chức tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 81 để bảo vệ đức cơ tới khi tình hình yên ổn trở lại, tôi mới bàn giao quyền chỉ huy cho thiếu tá Hoàng Hình Mẫn. Hai tháng sau khi tôi ra đi, thì Đức Cơ lại bị bao vây lần nữa và sau đó Đức Cơ thất thủ rơi vào tay lực lượng binh đoàn 15 của quân đội cộng sản Việt Nam. Rồi qua chiến dịch Lemy kéo dài 33 ngày lúc đó, thì tướng Toàn càng nhìn rõ con người và bản lãnh thực sự của tôi. Thời gian đó tôi là người chỉ huy. Tiểu đoàn 82, đơn vị đã giữ vai trò tử thủ các tiền đồn này. Trận Play Me là chiến thắng vang dội nhất của quân hậu duệ trên vùng cao nguyên. Hiện thời, dưới mắt tướng toàn. Tiểu đoàn 82 tôi là một trái chanh, chưa bị vắt hết nước. Nên khi nghe tin chúng tôi còn trôi gạt trong rừng bão lộc ông ta đã tìm cách liên lạc để tiếp cứu chúng tôi. Hôm qua, vì được thông báo rằng Trung tướng tư lệnh quân đoàn dân chủ ly khai đã chấp thuận cho trực thăng cứu toàn bộ liên đoàn nên tôi mới có mặt ở đây. Ông Toàn biết rõ tâm trạng của chúng tôi, những người đang trong cơn đau khổ và uất hận vì đã mất tất cả. Gia đình, cha mẹ, vợ con, cơ nghiệp, cả tháng trời nay, chúng tôi ví như những người đã chết rồi. Chúng tôi đã đánh nhau liên tục từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ. Khởi hành từ Kiến Đức dưới tay tôi có hơn 500 quân. Giờ này, tiểu đoàn 82 chỉ còn hơn một nửa. Có đánh thêm một trận hay vài trận nữa rồi thì chúng tôi cũng chết. Chúng tôi quyết định ở là đây. Để đánh và để chết vì tự do. Ông Toàn đã hiểu chúng tôi muốn gì nên mớm lời, ướm hỏi để tôi chọn ở lại. Nếu ở là đây, ít nhất chúng tôi tiểu đoàn 82 còn được người ta coi như một đơn vị. Anh em tôi còn được ở bên nhau một thời gian nữa. Còn như tìm đường tháo lui thì chúng tôi sẽ chẳng thống thuộc đơn vị nào, chẳng biết dưới quyền ai. Thêm vào đấy là cái thành kiến cho rằng chúng tôi là những người bại trận, đang chạy trốn, nhìn không giống ai. Người ta có thể sẽ giải tán tiểu đoàn 82 trong nhục nhã dưới mắt của những người đấu tranh tôi được một ông trung úy bộ binh hướng dẫn vào nơi chúng tôi sẽ tạm trú. Đây là khu doanh trại cũ đã bỏ trống của tiểu đoàn 81 pháo binh của sư đoàn 8 lực lượng hậu duệ. Doanh trại này nằm đối diện với khúc đuôi hướng đông của sân bay Xuân Lộc. Nơi đây là vùng ngoại ô vô cùng hẻo lánh, cách trung tâm thành phố và chợ búa rất xa. Suốt đêm ngày 18 tháng 6, tôi đã chằn chọc không chọc mắt vì đây là lần đầu tiên trong đời lính. Tôi đóng quân ở một vị trí mà tôi không biết xung quanh mình ra sao. Cả tiểu đoàn nằm trong một cái đồn nhỏ tí teo, với rào tre cao phủ kính như bưng. Chẳng biết địch ở hướng nào, bạn ở hướng nào. Thường thì mất ngủ, người ta hay hút thuốc liên miên rồi nghỉ ngợi mông lung. Tôi đốt hết đứa này tới đứa khác mà đêm vẫn chưa tàn. Nghe tiếng rì gầm của những người lính dưới quyền mình đang chụm đầu bên nhau trong bóng tối. Họ muốn về nơi an toàn hơn. Họ sống không vui khi chính họ không được quyết định số phận của họ. Sáng sớm ngày 19, tôi cho lệnh tất cả anh em tập hợp trong căn nhà tôn để nói với họ đôi điều. Trước hàng quân, tôi đã dõng dạc nói thẳng với những người dưới quyền. Các bạn đã trải qua 2 năm chi ngọt sẽ bùi, đồng cam cộng khổ với Thái Sơn. Hai năm qua, các bạn đã từng hãnh diện với những chiến công, chúng ta đã là những chiến binh bách chiến xuất sắc của lực lượng đòi tự do cho Việt Nam. Hôm qua, tôi đã thay mặt các bạn chọn ở lại đây, chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng tôi không gũ ghê hay ép buộc bất cứ ai theo mình nếu bị thất bại. Vậy thì, ngay sau đây, bạn nào muốn chiến đấu thì ở lại đây với tôi ai muốn về lại mật cứ Campuchia bằng đường gừng thì cứ tự nhiên bỏ xuống xuống, bỏ hàng quân rồi có thể đi. Mười phút sau, khi đã hút tàn hai đứa thuốc, tôi cay trở lại. Thuộc cấp của tôi vẫn còn ngồi trong hàng, đại úy. Tiểu đoàn phó đưa trả lại cho tôi cọc tiền mà tôi đã để trên bàn. Chỉ có một người trả súng, xin một tờ bạc rồi chạy đi. Đó là binh nhì Phan Thọ nhét sắp bạc hầu như chưa suy chuyển vào túi quần mà tôi cảm như tay mình bút giá lạnh ngắt giống như có ai vừa quất một roi đau điếng trên cánh tay phải của tôi cánh tay đã bao lần dơ lên truyền hiệu lệnh xung phong cho đồng đội của mình tôi không ngờ giờ đây người đã bỏ tôi bỏ đơn vị lại là binh nhì phan thọ tại sao người bỏ đơn vị không là ai khác mà lại là người đêm ngày ở sát bên tôi lo cho tôi từng bữa cơm, từng điếu thuốc, căng võng đắp mền cho tôi khi tôi ngủ, nhắc nhở tôi uống thuốc cảm mỗi khi trái gió trở trời. Ba anh, binh nhất, bích, binh nhì thọ và binh nhì ba gỗ là những người tôi tin cẩn, theo tôi gần một năm rồi. Anh em trong đơn vị thường gọi ba anh lính này là cái kiền ba chân, ngụ ý rằng họ có nhiệm vụ đỡ nồi cơm của tiểu đoàn trưởng giống như Cắt kiền ba chân trong bếp. Bây giờ cắt kiền chỉ còn hai chân, thì trưa nay làm sao tôi có cơm ăn. Một chiếc xe quân sự của trung đoàn 43 ghé vào sân đón tôi ra phi trường. Trung tướng Nguyễn Văn Toàn đã chờ sẵn ở đây. Ngồi trên sàn tàu, hai chân thòng xuống đánh đung đưa, ông Toàn nói. Chút nữa trực thăng sẽ tiếp tế 300 đôi giày mới cho mi. Còn gạo nước, xuống ống, đạn dược thì có quân hậu cần lo cần gì nữa không? Tôi bước tới sát bên của trực thăng. Cảm ơn Trung tướng. Điều tôi mong mỏi nhất là Trung tướng cho bốc hết số anh em còn lại của tiểu đoàn 24 về đây càng sớm càng tốt. Diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu khốc liệt giữa lực lượng đòi tự do và quân đội thuộc lực lượng quân khu 7 này diễn ra ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những thông tin mới nhất. Thời lượng còn lại của kinh thời sự là bản tin quốc tế. Hàng ngàn tay súng quay nơ đến Belarus, Ba Lan siết chặt kiểm soát biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết sẽ có thêm nhân lực được điều đến để bảo vệ biên giới của nước này với Belarus. Nơi dự kiến có hàng nghìn tay súng quay nơ chuyển đến sau cuộc nổi dậy ở Nga. Ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kaminsky cho biết sẽ triển khai thêm cảnh sát tới biên giới với Belarus để tăng cường an ninh, bổ sung thêm cho lực lượng 5.000 lính biên phòng và 2.000 binh lính đang làm nhiệm vụ ở biên giới. Tuần trước, Phó Thủ tướng Zagulao Kaczynski nói rằng đã có khoảng 8.000 tay súng quay nơ đến Belarus. Ông Kaczynski cho biết Ba Lan sẽ thực hiện các bước tạm thời và lâu dài để củng cố biên giới bao gồm biện pháp tăng cường hiện diện của lực lượng an ninh và củng cố công sự. Ông Kajinsky cho rằng sự hiện diện của Quayner ở Belarus có thể mở ra giai đoạn mới của chiến tranh hỗn hợp, một giai đoạn khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn mà chúng ta đã giải quyết cho đến nay. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết người đứng đầu lực lượng Quayner Zegeni Bigozin đã đến đất nước của ông khiến các quốc gia NATO có biên giới với Belarus như Ba Lan, Latvia và Lithuania lo ngại. Nhiều người di cư vượt qua biên giới từ Belarus sang Ba Lan. Ngày 2 tháng 7, biên phòng Ba Lan cho biết đã có 187 người cố tình vượt biên trái phép từ Belarus sang nước này trong ngày. Ba Lan cáo buộc Belarus chủ ý tạo ra khủng hoảng di cư ở biên giới bằng cách đưa người dân từ Trung Đông và Châu Phi đến biên giới rồi để họ vượt biên sang Ba Lan. Miền Bắc bỏ cáo buộc trên. Tập đoàn Quayner dừng tuyển quân trong một tháng. Tập đoàn quân sự tư nhân Quayner của ông Zeleny Bigozin sẽ tạm dừng tuyển quân trong vòng một tháng. Khi chuyển sang hoạt động ở Belarus, một kênh Telegram của nhân viên Quayner cho biết hôm ngày 2 tháng 7. Do tạm thời Quayner không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, và đang chuyển đến Belarus, nên chúng tôi tạm thời đóng cửa các trung tâm tuyển quân cho Quayner trong vòng một tháng. Kênh Telegram này thông báo. Trước đó, tập đoàn Quayner đã châm ngồi cho một cuộc nổi loạn vào ngày 24 tháng 6 ở Gusto Andon, phía nam nước Nga.